Ở trong đẹp hơn, cởi ra. Vãi trưởng, cởi ra xong rồi lấy của người ta xong kêu rồi cởi ra đẹp hơn ạ. Chứ gì nữa, cởi ra tất nhiên là đẹp hơn rồi. Ui dồi ôi, băng 6 hay băng mấy đây ông ơi? Ăn bốn rồi. Băng 4 à? Đẹp thế. Là cái gì? Thánh giáp. Ủa? Đây á hả? Thánh giáp băng đó. Trời ơi Tưởng đất ơi. tưởng nhìn giống con siêu nhân. Vãi cả siêu nhân à. Cun ngầu như thế này. Mà mấy chục triệu, bao nhiêu triệu người ta đấy, siêu nhân. Siêu nhân. Toàn toàn triệu triệu không à. Follow tôi đi, tôi bay đâu cho. biết đâu. Tôi bay lúc nào cũng xuống trước. Ông ơi, ông coi report số 1 đi nha, số 1 phát cơ. Số 1 hack hả? Không, tôi không tin số 1 hack. Ông này ông ba phát là đi luôn đấy. Ai? Ai ban một cái đi luôn? Ông chứ ai? Tôi á, tôi làm gì có quyền ban bủng gì đâu. Ông cứ hay đùa. Chết rồi, súng đâu? Alo. Clear chưa anh em ơi? Từ nhá, từ nhá. Đợi tôi tí, đợi tôi tí. Ủa? Nốc hết rồi à? Số 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 3 qua đây. Số 1 rồi này này. Số 1 lại chết. Số 1 lại đi. Mệnh... Số 1 lại đi. Lại đi chân lạnh toát rồi. Số mệnh nhiều vãi trưởng. Số 1 lại đi. Thank you. Ôi trời ơi. Ma, quả tính sai góc bay phát ra tận nhà địch rồi. Ủa, nó bắn như I got Tết supplies. Nhưng mà đi một tên rồi, nó không nữa. Một tên nữa. Nó nổ súng giống như gì đâu. Mày. Mày. Chỗ tôi có nhá, chỗ tôi nhá, chỗ tôi có người nhá. Ủa? Mấy ông ơi, trong đây mấy ông lút đồ hết chưa? Nhờn. Cứu được, cứu được, cứu được. Tôi nốc rồi. Số 1 ơi, bạn cẩn thận đấy chứ bạn đừng lo cho ai cả. Tự chăm sóc chính mình đi, trời ơi. À, bên này có một thằng nè. Còn đông lắm xung quanh đây. Ôi rồi. Ôi. Ai ơi. No 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 no. Một lại tóc. Ủa, con. Trọng ơi. Con. Watch out. Rồi cứu cứu cứu. Hai hai. Ui không được rồi. Cứu tôi trước. Đây cứu tôi trước số 4. Cứu tôi trước số 4. Alo. Watch out. Đây 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 từ 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 từ. Ui giời ơi. Ôi ơi.
con rồi. Xin lỗi ông, trời ơi, tôi cái này tôi chưa lường trước được. Không ai báo với tôi cả. Trời ơi. Ông số 2 bò đi, tôi cứu được kịp ông đấy. Trời ơi, không một lời gì bọt ạ, để cho mình cứu ạ. Dã man. Sợ cứu không được chứ, bò này. Tới. À không kịp rồi, không kịp. Thôi nó qua. Xuống một lại đi rồi. Để tôi bay xuống lại. Được. Không ai nhắc tôi một câu. Bay xuống lại. Để nó hãm hại tôi. Bắn đau quá. Không có cái móc ông nhỉ? Ông có móc không? Tôi chết mẹ rồi. Quân địch rất đông và hung hãn ông ơi. Ai có móc cho tôi xin cái móc. Trời ơi, không có cái móc nào. Có móc không? Có. Đây rồi, tôi có móc rồi. Bên nhà này hai thằng. For real this time. Không để tự động. Mẹ tôi đi ta mà tôi xảy ra. Một thằng. Hay ông ơi. Cứu đi, cứ cứu đi. Còn một thằng nữa số 4. Đây. Còn một thằng nữa. Thank you. Cứ bình tĩnh và bắn thôi. Tôi ở đây à. Hình như bạn nó không muốn cứu nó hay sao ấy. Ôi giời ơi. Thâm hết cả mắt rồi. Cứu được. Lần này thì vỡ cái gì? Vỡ alo. Hay quá. Bắn bỏ mẹ nó đi ông ơi. Từ ông ơi, đang cứu ông ơi. Tôi hết máu rồi nè, tôi hết máu rồi. Ôi dồi ôi, ông xa tôi thế. Nhảy ra ngoài. Hay quá ông ơi, 10 điểm. Hay thế. Watch out. Nhảy lê luôn không ta? Chưa ông ạ, chưa. Tôi thấy còn một thằng vừa rồi nó chạy đi đâu ấy. Vỡ cái gì? Vỡ alo á? Là vỡ mồm đấy bạn. Nó không bắn mà thôi, bắn là phải bắn lòi mồm ra. Còn một thằng tôi chắc chắn với các ông là nó đang nấp ở đâu đó. Bên đường. Rồi, xong không ông ơi. May quá. Tôi tưởng quả đấy là cụ đi chân lạnh toát rồi cơ. May mà các cụ vẫn đang phù hộ độ trì ạ. Đi đâu ông ơi, team này clear rồi mà. Team này clear. Bắn phát là lổ đâu đó mắt luôn rồi. Ông có đi lân không? Ông đưa đây tôi đi cho. Tôi khiển lân hơi bị hay. Đây, ông lên đây. Tôi khiển cho. Lên đây số 3. Mẹ, tôi muốn bảo vệ bạn số 1. Vãi cứt ra mà bạn số 1 vẫn chết. Ảo thật. Vi diệu. Chết một cách tài tình rồi ấy. Đúng rồi.
Chết tài tình vãi. Có trời định rồi. Có khi chết cũng là một kỹ năng đấy. Không phải cứ hết chết là chết được đâu nha. Đúng rồi. Lúc sống thì chả nhìn thấy địch, mà lúc chết thì đồng đội bắn không nhìn thấy địch đâu, ngồi gì bọt như đúng rồi. Ma ông ơi, ông số 3 cố gắng chạy trước tôi nhá. Chứ tôi thêm quả nữa mà thằng con thằng nó ngồi hòn đá nào đó nó lại dọa tôi phát nữa chắc là thôi. Tôi nhập viện sớm. Chết non. Rất chìm, rất chìm. Ôi, có người. Đâu? Quay. Ôi, có người và bắn luôn. Ông kêu cho vui chứ ông nóc mẹ không nhớ. Ông tôi mới thấy nó luôn á. Để em tôi cầm lân tôi đi khua xem có thằng nào đứng gần gần đây không. Hiện giờ chưa thấy không mày. Ô, có xe đi vào Mitten không mày, có xe đi vào Mitten. Kể nó, tôi lượm cái giáp ba đã. Hình như nó dừng hay sao ấy. Ôi, chỗ hồi sinh có nhá. Có người bay. Có sinh rồi. Có người bay vào Mitten. Có người bay vào Mitten nhá, xuống rồi. Bên kia, bên. Trong nhà có, trong nhà có. Cẩn thận, cẩn thận. Nghe, nghe, nghe. Nhấp nhấp đi. Nó thò ra nó bắn cho thì. Ok hả? Ui. Xe tới. Kìa. Nó nhảy vô nhà. Ui. Hay quá. Công thẳng vô nhà đi ông ơi, công đi. Xe tới. Xe tới rồi, xe tới rồi. Trong nhà còn đấy, trong nhà còn một thằng đấy. Nó đang ngồi ở đâu đấy, cẩn thận đấy ông ạ. Mẹ nó nằm rồi ông ơi. Ờ, thì tôi mới bảo là nó đang nằm đâu đấy, nó đang chờ mình đấy. Đây này, đó. Sai làm sao được. Ui, còn. Úi giời ơi, đố anh bắt được em. Đố anh bắt được em. Awesome. Còn bọn vừa đi xe qua nữa ông ơi. Ê đây khu này. Chạy như được mùa luôn ông ạ. Trung đông lắm. Ui tôi chết rồi ông ạ. Giờ tôi mới để ý là chúng ta ngoài bo. Ui ông ơi, chim cút ông ơi. Ngoài bo. Ông nào đi lân với tôi này. Không. Chim cút là cái gì? À, chim cút là nóc này là chim không ở lại. Nó phải chết rồi. Đây có sở hốc đây. Ui cú. Thôi đấy, nhường các ông. Nó chết rồi. Trong đây có khu nhà có sở hốc này. Enemy spotted. For real chim this cút time. Hả? Chim cút là chim. Đây rồi, tôi. Chim đi trốn hả? Đây, tôi nhìn nó. Chim cút là chim không ở lại. Thì con chim đi trốn đúng không? Ừ, đúng rồi, con chim đi trốn cũng được. Trên nóc nhà. Really? Ui, mẹ thằng này. Mẹ, ông ác thế, ông. Ông vừa bắn nó, ông lại còn chửi cả nó nữa. Awesome. Dã man thật. Ta bắn người ta rồi xong chửi nó. Đánh đá dễ sợ. Ừ. Mới bắn là tụi mẹ. Tôi nhìn thấy cái gì đó. Cấp 1. Rồi. Ở đâu vậy? Trong nhà ông ơi. Rồi tôi xin phép. Tôi xin phép tôi ăn trước. Ôi! Vãi nồi. Ui hai thằng ạ.
Ui, em vái các anh ngả lón. Ui dồi ôi. Chịu luôn ạ. Hai bố vào trong phòng nằm ạ. May mà bố nào có cái ba lô màu tím tím nó nhô cao cao. Tôi để ý thấy. Chào mừng các bạn đã đến với tuấnhc.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấn Hc. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người.